Xin chào tất cả anh em nha. Nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Cho em quay review cho anh em mình xem một con xe cắt cỏ ngồi lái luôn nha anh em. Thì cửa hàng này là địa chỉ là 277 quốc lộ 56 Hùng Vương, thị trấn Ngã Dâu, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Số điện thoại là 0933351776 nha và 0913719579 nha anh em. Đây. Xe cắt cỏ ngồi lái. Đây hiệu nào Rabbit nè. RM82. Xe này là nội địa Nhật nha anh em. Có đời luôn. Đây, cái bình em bắt sẵn nè. Khi mà anh em mua là em sẽ bắt cho anh em một cái bình mới nha. Này em bắt bình em chỉ nổ thử thôi. Đây. Đây nằm đây nè. Đó. Xe này dàn gầm lốc đẹp, lốc hộp số đẹp nè. Đít nhôm còn luôn. Động cơ này là 14 HP nha anh em. 14 ngựa. Nè Abaya nó nằm bên phải nha. Đây số đây nè. Nó là 3 số tới 1 số lui. Đó. Còn này là cái cần để tăng cao thấp nè. Còn này là cần cắt cỏ, gạt xuống là nó sẽ cắt cỏ nè. Bánh vỏ còn đẹp. Đấy, ốc nè, bảy màu. Lưỡi nè. Đó này anh em có thể hạ xuống hết cỡ luôn. Rồi để em sẽ thử nha. Nó thử chạy thử cho anh em mình xem nha. Rồi. Thử ve tới đi, ve luôn á, số ve đó, lái nhẹ lắm anh em. Họ chạy tới rồi chạy thử cỏ. Máy là bao hơi bao khói cho anh em luôn. Thử cắt cỏ đi. Test xuống nhanh thôi vậy. Test xuống nhanh đó. Lên đây nè, lên đây test xuống nhanh. Vậy mà sẽ test thử hết số luôn. Nó là 4 số. 4 số
tới một số lui lên miếng ga, thấy bánh luôn. Kawasaki nè, máy lên Japan không? Đó, đó em nào, anh em nào mua thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0913719539 hoặc 0933351526 nha anh em, để biết giá cả nha. Để em kết thúc video tại đây nha. Đó, anh em nào thấy hay thì cho em một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.